Thì theo cái bảo hiểm thì học tập thì sẽ học các cái toán về vô hướng. Thì cái biểu thức đại số của nó bao gồm các cái toán cộng trừ nhân chia như sau. Đấy, nếu nó a cộng b thì trong bán ngắt nó cũng được tương tự như thế, trừ nhân nhân được biểu thị bằng dấu sao, chia và phải chia phải, phải chia trái, tập biến thừa a mũ b. Ta ví dụ như là a bằng 3, b bằng 1,2 thì phần trăm nó là phép nhập dữ liệu. Đây là phép nhập dữ liệu. Và tiếp theo nó là a cộng b thì phép cộng. Kết quả nó sẽ khi mà ta nhấn thì khi ta thể hiện trên phần mềm MATLAB thì nó sẽ thành 4,2 như thế này. Phép chia. Phép chia thì a chia b thể hiện như thế này. Đấy. Khi mà nó trả kết quả cho chúng ta tương tự cho phép chia trái. Chia trái thì như thế nào? Chia trái nghĩa là nó lấy phép chia trái nó sẽ lấy 1,2 nó chia cho 3, phép chia và phép lũy thừa. Đấy. Thứ tự ưu tiên của các phép toán tử, một số toán tử có thể kết hợp trong cái biểu thức đại số. Điều quan trọng nhất là phải biết thứ tự ưu tiên của các toán tử trong biểu thức. Thứ tự ưu tiên bao gồm là ngoặc đơn, tiếp đến lũy thừa, rồi tiếp đến nhân và chia, từ trái qua phải, tiếp đến phép trừ và từ trái qua phải. Ví dụ như trong một cái biểu thức như thế này, x mũ 3 trừ 2x mũ 2 cộng x trừ 6 chấm 3 thì x là một giá trị vô hướng, thì phép giá trị của f sẽ được tính theo dòng lệnh như thế này. Giả sử ta đặt tên của nó là tên là Neumannster, thì x mũ 3 trừ cho 2x mũ 2 cộng x trừ 6 mũ 3. Biểu thức này sẽ được biểu thức thứ hai sẽ được chia cho biểu thức thứ hai, thì biểu thức thứ hai sẽ được đặt tên như thế này. Và nên nhớ là ở cuối hai cái dòng lệnh này luôn luôn có dấu chấm phẩy, tiếp đến f sẽ bằng ta lấy hai tên nó chia cho nhau. Các phép toán vectơ thì phép cộng, phép trừ, phép nhân, chia phải mạng, chia trái mạng. Nếu mà chia phải mạng thì nó sẽ có dấu chấm ở đây. Phép nhân mạng thì nó a chấm nhân b. Đấy. Chia phải mạng thì a chấm sạc b. Chia trái mạng thì sẽ là nếu mà bên bên trái thì nó sẽ sạc. Nếu sạc nó sẽ ở bên bên nó sẽ nghiêng hướng về về phía bên bên phải. Lấy lấy thừa mạng thì tương tự như thế. Các phép toán trên không chỉ được áp dụng cho ma trận có kích thước bằng nhau, còn áp dụng giữa các đại lượng vô hướng và đại lượng có hướng. Ví dụ b bằng 3 mũ a, b sẽ bằng a nhân, thì c sẽ bằng a chia 5 chấm phẩy, c sẽ bằng a sẹt 5. Vector BC là vector B và vector C là vector có kích thước bằng với vector A. Xếp hai vector sau, vector A sẽ bằng là 256, vector B sẽ bằng 235. Tức hai vector là một vector C sẽ được viết như sau. C sẽ bằng A nhân cho A chấm nhân cho B chấm phẩy. Vector C sẽ chứa các phần tử như sau. C sẽ bằng kết kết quả của nó sẽ là 2 nhân 2, 3 nhân 5, 15, 6 nhân 5, 30. MATLAB sẽ có hai phép chia. Phép chia trái. C sẽ bằng A chấm sẽ B.
Bên trái thì nó sẽ nghiêng về phía bên trên tay trái. Phần trăm của giá trị C sẽ là C mà nó chia cho B đúng không? Nó sẽ là phép chia trái. Vì là phép chia trái cho nên là giá trị C sẽ được A chia cho này, vì chia trái cho nên là nó sẽ là 2 chia cho 2 là được được 1, 5 chia cho 3 là 1,667, 6 chia cho 5 là 1,2, chia phải phần trăm C sẽ được thu lại, sẽ là vì là phép chia bên phải cho nên 2 chia 2 là được. Phép chia bên phải thì ta sẽ lấy B chia cho A, B chia A thì sẽ 2 chia A được 1, 3 chia 5 sẽ là 0,6, 5 chia cho 6 sẽ là 0,883. Toán tử mũ đối với vectơ, toán tử mũ đối với vectơ là C. Giả sử người ta có mạng C sẽ bằng A chấm mũ của 2 thì phần trăm C sẽ là A mũ 2 ấy. Nghĩa là cái A bên trong đây là 2 mũ 2 là 4, cái trả về 4 này 4, 2, 5, 3, 6. D sẽ bằng A mũ B, cũng tương tự như thế, 3,0 mũ A thì nghĩa là 3 mũ A, nghĩa là 3 mũ 2 là 9, 5 mũ 2 là 3 mũ 5 là được 2 chấm 243. Lệnh này có thể được viết là E bằng 3 chấm mũ A. Đấy, người ta bỏ đi số 0 cũng được, chả sao cả. Chú ý là 3 chấm mũ A phần trăm sẽ được xét sau. Còn nếu là 3 cắt chấm mũ A phần trăm sẽ có khoảng trống vì số 3 và dấu chấm thì đúng. Dấu chấm thì đúng. Các ví dụ trước sẽ xét cho các vectơ nhưng kết quả vẫn đúng cho mang trận hàng của cột. Ví dụ như ta xét cái ví dụ sau, D sẽ bằng 1,2,5 chấm phẩy trừ 1 trừ 1 trừ 5, Z sẽ bằng 1 D, S sẽ bằng D trừ Z, D trừ cho Z, B sẽ bằng D chấm mũ S. Kết quả là D chấm mũ 3 thì kết quả sẽ thu được như sau. Kết quả chúng ta thu được như thế. Đây, Z sẽ bằng 1, 1D. Thì cái mang trận không khi mà ta mang trận không đây. Nhầm nhầm, Z nó là mang trận 1, tất cả nó đều là 1 hết. S sẽ bằng D trừ Z, D mà trừ cho Z 1,5, 1,2,5 mà trừ cho Z là trừ cho 1. Nó sẽ bằng 1. Từ từ các kết quả nó xong, B nó sẽ bằng D nhân cho Z S, D nhân về cái phần tử mạng D đấy. Cho ma nhầm chứ, cho cái ma trận D này, nó sẽ được mũ một cái S này. Kết quả B nó sẽ bằng D nhân cho mũ S rồi nhân với S, kết quả sẽ bằng D mũ 3 đấy. Kết quả nó sẽ thông thường thì các dữ liệu được lưu với dạng ma trận để xử lý chúng một cách thuận tiện thì phần mềm MATLAB, trong phần mềm MATLAB sẽ xây dựng nhiều hàm xử lý với ma trận khác nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu các phép toán ma trận.
các toán ma trận thì gồm ma trận chu vi, tích vô hướng, ma trận cùng cỡ, nhân hai ma trận với nhau và các thao toán ma trận khác. Bây giờ ta tìm hiểu lần lượt từng cái. Ma trận chu vi, ma trận chuẩn bị của ma trận A là một ma trận mới. Do đó, cột của ma trận mới là hàng của ma trận gốc. Cột của ma trận mới sẽ là hàng của ma trận gốc. Chẳng hạn như ta cho cái ma trận có giá trị 1 1 1 1 2 3 4. Hàng của nó sẽ là cột. Hàng của nó sẽ là cột. Các phần tử trên ma trận A sẽ thành phần tử trên cột của ma trận A là ma trận chuẩn bị AT. Thì trong mắt lát ký hiệu của ma trận chuẩn bị là A có dấu sẹt ở trên. Có thể sử dụng toán tử ma trận chuẩn bị để chuyển một vectơ thành hàng thành cột ngược lại. Đấy. Tích vô hướng của hai ma trận cùng cỡ. Ký hiệu toán học nó là cái này dot product bằng a nhân b sẽ bằng sigma ai nhân bi. Trong MATLAB thì nó là dot product bằng sum của a chấm nhân cho b. Nếu hai a và b đều là vector cột và hàng thì a nhân cho b sẽ là một vector. Nếu a và b đều là nếu a là vector hàng và b là vector cột thì tích vô hướng sẽ được sẽ là dot product sum a đều là cột hoặc là hàng thì nó là một vector đấy. Còn nếu nó là một hàng và một cột thì vô hướng nó sẽ như sau: a sẽ ở trên nhân cho b bằng sum của a nhân cho b sẽ ở trên. Ta ví dụ như sau, ta nhập vào cái giao diện của MATLAB là A 1, A 3, 4, 5, 6, B sẽ bằng 3, 4, 5, 6, 7, 8, C sẽ bằng A nhân B. Thì cái phép nhân vô hướng hai ma trận A và B, A nhân B, A nhân cho B. Đấy. Thì A nhân cho B ma trận A nhân cho ma trận B. C sẽ được là 3, 15 như sau. Tiếp đến ta sẽ sum nó. Sum nghĩa là ta sẽ thực hiện phân tích cho nó. Thì nó sẽ ra kết quả này, trải qua hai bước. Phép nhân ma trận C bằng A nhân B, trong đó C easy, y là cột, chi là hàng. Y là hàng, y là cột thì sẽ bằng sigma của ai nhân cho bi. Số hàng của ma trận A phải bằng số cột của ma trận B. Chú ý là nếu như mà cái a nhân b nó khác với b nhân a, nó có thể tồn tại tích a nhân b nhưng không thể nào tồn tại được tích b nhân a. Ký hiệu của phép nhân ma trận trong MATLAB. Với mà dữ liệu trong hai ma trận A và B, phép nhân ma trận sẽ được thực hiện như đây. Hai ma trận A và B được cho ở trên này. Đấy. Thì khi đã thực hiện, chẳng hạn như là B sẽ bằng B phẩy. Đấy. Nên là nó đảo cái ma trận B để có số hàng, số cột sao cho thích hợp. Tiếp đến là C sẽ bằng A nhân B, phép nhân hai ma trận. Kết quả nó sẽ như sau. Phép lũy thừa. Phép lũy thừa thì là A mũ K sẽ bằng A nhân cho A, K lần. Đấy. Thì A sẽ bằng A.71, A chấm 2, nên là tích hai cột 1 và cột 2 của ma trận A. Thì kết quả của nó sẽ như sau.
thì C nếu mà bằng A mũ 3 thì phép bình thường của mặt trận A sẽ bằng là C sẽ bằng đây, các thao tác trong mặt trận rotation, phép quay thì sẽ bằng rot 90A, B sẽ bằng rot 90A. Các phần tử mặt trận A sẽ quay một góc 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, nên nên nhớ là nó quay 90 độ nhưng mà nó ngược chiều chiều kim đồng hồ nhé. Ta ví dụ như là ta cho cái mặt trận A sẽ bằng như sau: A sẽ bằng 210 trừ 25 trừ 1 3 4 6. Thì khi mà ta thực hiện quay phép quay mặt trận B sẽ bằng rot 90A thì nó sẽ quay, nó đảo, nó đảo cột thứ ba sang cột thứ nhất. Quay ngược chiều kim đồng hồ, cột thứ ba sang cột thứ nhầm, nó sẽ là 0 1 2, tiếp đến là từ 1 5 từ 2 6 4 3. Đấy, thì hàm rot cũng có tham số thứ hai để xác định thực hiện số lần quay của các phần tử mà trong mặt trận A, chẳng hạn như là B sẽ bằng 90 rot A chấm phẩy, C sẽ bằng rot 10 9B chấm phẩy. Thì hai dòng lệnh trên sẽ tương đương với dòng lệnh với số lần quay là 2. C sẽ bằng rot 90 A chấm phẩy 2 chấm phẩy, đảo ma trận. Trong MATLAB có hai hàm được sử dụng để đảo một ma trận để tạo ra ma trận mới, đó là clip r lr. Đây clip này, đằng sau nó có chữ r lr a, để đảo các phần tử trong ma trận A từ trái sang phải, nên nhớ là từ trái sang phải. Chẳng hạn như ta cho cái ma trận A như sau: A sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 như thế này. Flip mặt trận A, nó đảo cái mặt trận từ trái sang phải thì nó sẽ đảo cái giá trị trái này sang phải, 1 1 1 sẽ đổ sang cột 3. Đấy. Đây tiếp theo là cái dòng lệnh này. Flip bớt là dòng lệnh đảo các phần tử mặt trận B xuống dưới. Ma trận thu được sẽ có kết quả như sau, chẳng hạn như là C bằng flip bớt B sẽ là từ cái ma trận này, từ cái ma trận đảo các phần tử ma trận xuống dưới, cái ma trận này nó sẽ lên trên, cái ma trận đầu tiên nó sẽ xuống dưới. Rất là nhiều các phần lệnh khác nhau. Tiếp theo là ta sẽ học một cái lệnh lệnh grep. Thì lệnh này cho phép định dạng lại ma trận với số hàng số cột khác nhau, số cột khác với ma trận gốc, số hàng và số cột khác với ma trận gốc. Định dạng lại số phần tử của ma trận gốc và ma trận đã được định dạng là phải bằng nhau. Số phần tử của ma trận gốc và ma trận đã được định dạng phải bằng nhau. Hàm có ba tham số là tham số đầu là ma trận gốc, hai tham số còn lại là số hàng và số cột của ma trận mới. Ta chẳng hạn này, ta cho cái ma trận như này: 210 từ 25 từ 1 3 4 6. Khi mà ta thực hiện lệnh trip helper A 19 thì cái ma trận còn lại nó sẽ được thực hiện như sau: 2
Từ 2, 3, 1, 5, 4. Như là thực hiện lần. Đây. Thực hiện lần lượt như này. Từ 1, từ 6. Nhưng mà đây là nó chúng ta quay lại nhé. Tham số đầu là ma trừ gốc. Đây, ma trừ gốc là A. Tham số thứ hai là hai tham số còn lại là số hàng và số cột của ma trừ mới. Số hàng nó là một hàng. Số cột nó là chín cột. Chín cột, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nên nhớ chúng ta đang nhớ là một cụ thể cần lưu ý số phần tử của ma trận gốc, số phần tử của ma trận gốc và ma trận đã định dạng lại phải bằng nhau, và cái ma trận định dạng lại phải bằng nhau, nếu mà nó không bằng nhau mà ma trận nó sẽ báo lỗi. Phần tiếp theo là cái phần tiếp theo là trích các phần tử từ một ma trận. Các phần tử các hàm như là Diag, Triller, Triller cho phép trích các phần tử từ một ma trận có ba hàm liên quan đến đường chéo chính. Diag là lấy các phần tử trên đường chéo chính và lưu trên một vector cột. Diag là chọn các phần đường đường chéo tùy thuộc vào giá trị k. K bằng 0 thì nó là đường chéo chính. K lớn hơn 0 thì nó là đường chéo thứ k trên đường chéo chính. Và k bé hơn 0 thì nó là đường chéo thứ k trên đường chéo chính. V V nó là một cái vector đã được ma trận vuông. Ma trận vuông với vector là đường chéo chính. Triller là sẽ sinh ra ma trận B cùng cỡ với ma trận A nằm trên đường chéo chính và nằm phía trên của đường chéo chính. Các vị trí khác thì nó bằng không. Nên nhớ lệnh Triller là sinh ra ma trận B cùng cỡ chứa các phần tử của ma trận A, phần tử ma trận A nằm trên đường chéo chính và phía trên đường chéo chính. Các vị trí khác thì bằng không. Ta tương tự với Triller A chấm K, Triller A K. Ta ví dụ như sau. Lý thuyết thì nó rất là lằng nhằng, nhưng mà khi mà ví dụ thì nhìn nó rất là dễ. Cho cái ma trận A, cho ma trận A như sau. A sẽ bằng 1, 2, 3, 4, chấm phẩy, 5, 6, 7, 8, chấm phẩy, 9, 10, 1, 2, chấm phẩy. Các hàm trích từ ma trận A sẽ được viết với kết quả được thể hiện là Diag A, nghĩa là cái vector đường chéo của A. Vector đường chéo của A là gì? Là 1, 6, 10, tiếp theo là 11. Đấy. Đi AG A từ 1 nghĩa là vector đường chéo dưới, vector đường chéo dưới vị trí số 1 của A. Đường chéo dưới bởi vì nó yêu Diag V sẽ là V là vector được xét ma trận vuông A với vector là đường chéo chính thì nó trừ 1 cho nên nó là đường chéo dưới, nó là giá trị 5. Vị trí số 1 của A 5, 10, 5, 10. Tiếp theo là lệnh phần trăm trên của ma trận sẽ được lưu vào B. Nhầm nhầm không phải phần trăm mà là thường hay đọc nhầm. Này là ký hiệu để ta ghi chú cho nó. Các phần tử còn lại đã được cho bằng không. Đây, lệnh trêu là lệnh gì? Nó là cái lệnh sinh ra ma trận B có cùng cỡ với ma trận A nằm trên đường chéo chính có cùng cỡ với ma trận A nằm đường chéo chính và phía trên đường chéo chính các vị trí khác bị bằng không. Trừ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8
Triệu triệu đâu đây nằm phía trên đường giao chính có cùng cỡ với phần tử A, sinh ra ma trận B có cùng cỡ ma trận A nằm trên đường giao chính và phía trên đường giao chính, các vị trí khác thì bằng không. Đấy, tiêu a chấm một là a a phẩy trừ một thì phần trên của ma trận sẽ tính từ đường chéo trừ một, đường chéo trừ một lưu vào b, đường chéo trừ một, đường chéo trừ một tính là đường chéo thứ sáu. Theo phần tử còn lại là không, à không, trừ một là đường chéo đầu tiên, một hai ba bốn sáu mười một. Năm, sáu, bảy, tám, là 10, 11, 12. Tiếp theo là truy phần dưới của ma trận. Rồi, là kết thúc. Phần sau thì chúng ta sẽ đi qua cái chương 3 trong ma trận đó lắm. Và chúng ta ôn lại, để tổng hợp lại cái phần này thì chúng ta có những cái khái niệm nào đặc biệt nào. Ta ôn lại nhé, ôn lại bài trước này, ma trận ma phương ví dụ là magis n, ma trận zero là zero mn trong ấm m là số hàng và số cột của nó. Ma trận one, ma trận một đấy, ma trận đường chéo đặc biệt là y, ma trận đường chéo mở rộng IMN, ma trận bát can, bát can n, các ma trận khác, thứ tự nhập dữ liệu, thứ tự nhập dữ liệu, phép chia phải a chia b, chia trái là b chia a, phép bình thường. Tiếp đến là thứ tự ưu tiên, các toán tự ưu tiên thì trong ngoặc trước, tiếp đến bình thừa, tiếp đến cộng nhân và chia từ trái qua phải, cộng và trừ từ trái qua phải, vectơ, phép cộng, phép trừ, chia phải mạng, chia phải mạng thì a chấm sẹt b, chia trái mạng thì là a chấm chấm sẹt là b bình thường. Rồi tiếp đến là thôi, chúng ta có ma trận chứng vị, để mà thực hiện ma trận chứng vị thì có dấu sẹt, dấu phẩy phẩy ở trên, và nãy mình nói là dấu sẹt thì tích vô hướng của hai ma trận cùng cỡ ở trong món lát, nó là đốt và đốt xung a chấm sau b, hoặc là người ta có thể thực hiện cái lệnh a b c nhân a nhân b, người ta thực hiện lệnh xung nhân hai ma trận. Để nhân hai ma trận thì người ta sẽ trong quá lát người ta sẽ thực hiện tương tự c sẽ bằng a nhân b. Lưu ý một điều là để mà nhân thì số hàng của ma trận a phải bằng với số cột của ma trận b. Đấy. Do vậy cho nên trước phép nhân thì người ta sẽ thực hiện phép tính là b sẽ bằng b b phẩy đến đầu, nhằm mục đích là đảo số đảo ma trận b để có số hàng số cột thích hợp. Thế đến người ta thì thực hiện là c sẽ bằng a nhân b. Rồi phép bình thường, một phép này dễ rồi, các phép quay, b sẽ bằng rốt là 90 a, nghĩa là
kết quả sẽ được lưu trong 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 cái ma trận B này, và nó sẽ quay một góc 90 độ chiều kim đồng hồ của ma trận A để tạo thành một một cái ma trận mới, các đảo ma trận. FLRA là đảo của phần tử ma trận A từ trái sang phải, là đảo đảo một sang cột một sang cột ba. Ngoài ra có lệnh Flipper là để đảo, Flipper là để đảo các phần tử của ma trận B từ trên xuống dưới. Tiếp đến là hàm Grip thì là hàm này để dạng lại ma trận có số hàng số cột khác với ma trận gốc. Đây phần tử đầu là cái ma trận ban đầu, đây là số hàng, đây là số cột, trích một phần tử từ ma trận. Đây, cái này thì dễ rồi, cái này dễ nhưng phải nhớ, muốn nhớ thì phải cốt nhiều. Kết thúc cái phần bài học.